Sáng ngày 13 tháng 10, Hội chữ thập đỏ tỉnh An Giang phối hợp cùng Hội chữ thập đỏ huyện Phú bàn giao trang thiết bị cho đội xung kích phòng ngừa, ứng phó thiên tai, thảm họa xã Phú Hội và Phú Hữu. Hoạt động thuộc dự án nâng cao năng lực ứng phó khẩn cấp cho Hội chữ thập đỏ Việt Nam do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ. Hội chữ thập đỏ tỉnh đã trao cho hai địa phương nhiều trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn như cano, máy phát điện, máy bơm chữa cháy, túi sơ cấp cứu, mũ bảo hộ, áo phao cứu sinh, phao cứu sinh tròn và các dụng cụ cần thiết khác, tổng trị giá trên 250 triệu đồng. Ông Quỳnh Thanh Ngọc, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh cho biết, hoạt động nhằm giúp cho các xã biên giới huyện Phú được trang bị đầy đủ phương tiện, dụng cụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, góp phần chủ động phòng chống ứng phó và khắc phục thảm họa thiên tai, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản nhân dân.